hỏi: Kính bạch hòa thượng, con mang thai được 5 tháng. Qua kết quả khám nghiệm siêu âm thì thai nhi có hình thể dị thường. Sau khi sinh đứa bé ra, có thể trí năng không được bình thường nên con rất lo lắng. Những người thân của con không muốn cho đứa bé ra đời, bảo con phải phá thai đi. Con biết làm như vậy tội rất nặng, con không muốn kết duyên ác với đứa bé. Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con phải nên làm như thế nào. Nếu như con nghe lời người thân, làm theo phạm tội có nặng không? Đáp: Thế giới bây giờ phát sinh những chuyện giống nhau. Theo cách nhìn và quan điểm của Phật giáo, đây là cộng nghiệp của chúng sinh. Kết quả xấu ác là do nhiều đời nhiều kiếp tạo những nghiệp bất thiện. Nếu người không biết đạo pháp, gặp những việc như vậy rất khó vượt qua. Nhưng chúng ta là Phật tử, khi gặp những cảnh bất trắc thì mình hãy nhìn nhận, quán chiếu mọi việc theo tinh thần Phật pháp thì tất cả sẽ được hóa giải. Trẻ con đối với cha mẹ có một nhân duyên rất mật thiết mới đầu thai làm con trong gia đình mình. Nếu không có thì dẫu cầu nó đến, nó cũng không đến. Đức Phật nói con cái và cha mẹ có quan hệ 4 nhân duyên như sau: đến để báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Thực tế mà nói, con người cùng với tất cả chúng sinh đều có quan hệ trong 4 nhân duyên này. Vì vậy, nếu trẻ con đầu thai vào nhà mình để báo ơn mà Phật tử nghe lời mọi người phá thai thì ân hóa thành oán cừu, rơi vào tội sát sinh rất nặng. Nếu nói đến báo oán mà mình phá thai đi thì oán oán chất chồng, hận thù càng thêm sâu. Đến đòi nợ, nợ càng tăng lên. Nhân quả 3 đời oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Chúng ta sống mà gặp nhiều chuyện không may là do trong quá khứ gây tạo nghiệp bất thiện. Người nào trong đời này gặp những chuyện an ổn tự tại, việc gì cũng được như ý muốn, đều do quá khứ họ tích chứa rất nhiều công đức, phước lành, nên đời này mới thành tựu những việc tốt đẹp. Gieo nhân thiện thì được quả thiện, nhưng ác có quả ác. Thực tế mà nói, y học phán đoán chưa chắc gì đúng hoàn toàn. Vậy mà có rất nhiều người tin vào lời nói của y học, cho rằng bác sĩ là khoa học, tôn giáo là mê tín, không chịu tiếp nhận thì không có biện pháp gì cứu nữa. Có những trường hợp bác sĩ đông y ở Trung Quốc chẩn đoán và trị liệu hết. Về phương diện nào đó, đông y chữa được mà bên tây y phải bó tay, theo không kịp. Vì vậy Phật tử nên thử khám và điều trị theo đông y xem sao. Nếu không được thì mình có cách khác, làm mọi việc phước thiện vì đứa trẻ này. Có rất nhiều cách tu phước, thù thắng nhất là giáo dục. Việc này không khó. Ở Trung Quốc hiện nay xây dựng những trường học từ thiện, Phật tử nên góp ít công đức và hồi hướng công đức đó cho con mình, nhất định nó sẽ hoan hỷ. Phật tử tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho nó, đây là cách tu phước giúp vượt qua những tai ương rất tốt. Việc này Phật tử hãy bàn với mọi người trong gia đình suy nghĩ và cùng làm. Hỏi: Bạch hòa thượng, nếu mình làm công việc quản lý nhân sự, điều hành công việc nhưng lại dễ sinh phiền não, tâm không thanh tịnh, vậy nên xử sự như thế nào? Mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Làm việc đã khó, làm người càng khó hơn. Đặc biệt là hiện nay con người phiền não tập khí rất nặng, chúng ta cần phải có tâm tốt giúp đỡ họ. Khi làm việc thông thường dễ xảy ra những chuyện hiểu lầm. Nếu như chúng ta không có trí tuệ, phương tiện thiện xảo khi làm việc thì rất dễ xảy ra phiền não. Đây là một điều khó tránh khỏi. Cho nên cổ nhân nói: nhiều việc không bằng ít việc không bằng vô sự. Phật tử nên gặp những người lớn tuổi tâm sự trò chuyện để họ chỉ giả thêm những kinh nghiệm của người đi trước.
Mình không chỉ biết quản lý nhân sự mà còn phải biết quản lý quan hệ xử sự trong công việc cho có kết quả. Quản lý con người là một điều rất khó, dễ nảy sinh phiền não. Do đó, cần phải có trí cao, nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Điều tối quan trọng trong quản lý nhân sự là bình đẳng, tâm không thiên lệch. Nếu không thì khó tránh khỏi việc tạo nghiệp. Người nào đối xử với ta tốt một chút, ta quan tâm, nâng đỡ họ. Người nào đối với ta không tốt, thấy sai phạm, mình tìm cơ hội gây những khó khăn cho họ. Điều này chính là tạo nghiệp, nhất định bị quả báo. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những tai nạn. Vì sao vậy? Vì đời trước chúng ta đã tạo nhiều chướng nghiệp với người khác. Hôm nay đủ duyên, họ trở lại cản trở ta. Nhân quả báo ứng không một mảy may lẫn lộn. Sau khi học Phật Pháp, chúng ta thay đổi cách nhìn nhận. Đối với mọi việc, tâm vẫn yên bình. Những chuyện thuận nghịch đến, chúng ta vẫn chấp nhận. Để rồi từ từ hóa giải các vấn đề, thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Cho nên, người đệ tử Phật khi làm việc phải có trí tuệ, có lòng hoan hỷ, thì mới cảm nhận được Phật Pháp vô cùng ích lợi đối với chúng sinh. Nhiều người không có duyên với Phật Pháp, khi gặp những chuyện rắc rối, họ không hóa giải được, thậm chí phải tìm cách tự tử. Tự tử không giải quyết được vấn đề mà hiện tại phải nhận chịu hậu quả. Người có trí tuệ khi giải quyết vấn đề là phá mê khai ngộ. Cuộc sống giữa con người với con người có sự tương quan nhau rất mật thiết. Điều quan trọng là phải chân thành với nhau. Phật tử hãy cố gắng học hỏi Phật Pháp nhiều và khéo léo vận dụng vào trong cuộc sống để đem lại sự lợi lạc cho mình và tất cả mọi người. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, Đại sư Chương Gia nói Ngài sinh ra đời là do được chư Phật và Bồ Tát sắp xếp. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, hàng phàm phu chúng con sinh ra đời có được chư Phật và Bồ Tát sắp xếp không? Mong Hòa Thượng giảng nói cho chúng con hiểu. Đáp: Thời chúng tôi học Phật, cuộc sống vô cùng khó khăn. Phật Pháp nói, Pháp luân chưa chuyển, thì trước phải lo cuộc sống. Điều này có nghĩa là dù học đạo hay học thế gian học thì cuộc sống sinh hoạt ổn định là điều kiện trước tiên. Cuộc sống không an định thì không có cách gì an tâm học được. Do đó, Đại sư Chương Gia khuyên chúng ta phải thiết tha cầu học Phật để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì được chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Quỷ Thần hộ trì dù gặp cảnh nghịch hay thuận. Muốn được điều này, chúng ta phải xả thân phục vụ vì lợi ích mọi người, không nghĩ đến lợi danh toan tính vì mình, thì Phật và Bồ Tát sẽ gia hộ cho. Còn ngược lại, nếu chúng ta có kế hoạch gì riêng cho mình thì các ngài không lưu tâm đến. Khi làm việc phải buông xả, không nhọc lòng dính mắc chấp trước thì được các ngài chiếu cố đến. Ngày trước tôi cũng thường suy nghĩ nhiều, nhưng sau này không nhọc lòng suy nghĩ nữa, để cho Phật và Bồ Tát lo thì trong lòng mình càng thanh thản. Muốn được như vậy thì phải có lòng tin tuyệt đối vào chư Phật và Bồ Tát, nếu không thì không bao giờ có sự cảm ứng. Kinh Lăng Nghiêm nói, dùng thân tâm này kính lễ khắp cõi Phật thì mới gọi là báo ơn Phật. Nói tóm lại, sống và làm việc ở thế gian hoàn toàn vì Phật Pháp, vì an vui cho tất cả chúng sinh. Người như thế mới được chư Phật Bồ Tát hộ trì và được các ngài an bài sắp xếp. Khi làm việc phải tùy thuận nhân duyên, duyên chưa đến thì không có gượng ép một cách miễn cưỡng. Nếu một người bình thường muốn được Phật và Bồ Tát an bài sắp xếp cuộc sống của mình, nhất định phải phát tâm. Nếu không phát tâm, hoặc là có nhưng không dũng mãnh, không chân thành, thì cuộc đời của mình nghiệp chướng sẽ an bài sắp xếp. Hoặc như người đời nói là
vận số an bài sắp xếp. Người chân chính tu Phật dùng nghiệp lực để chuyển thành nguyện lực. Đó mới thật sự được chư Phật Bồ Tát chiếu cố, Thiên Long Thiện Thần có trách nhiệm luôn theo hộ trì cho mình. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, buổi chiều khi đi tản bộ dọc bờ biển, đệ tử thấy những người làm ăn phi pháp, đệ tử muốn báo cho cảnh sát biết, nhưng chợt nghĩ lại thương cho hoàn cảnh cuộc sống của họ nên mới tìm cách mưu sinh như vậy, nghĩ thật thương xót. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, Phật pháp cùng với pháp luật nhà nước có giống nhau không? Đáp: Kinh Phạm Võng dạy chúng ta không làm quốc tặc, không dối quốc chủ. Kinh Trân Bảo dạy chúng ta không buôn lậu, không trốn thuế quốc gia. Trên thế giới quốc gia nào cũng có pháp luật riêng của nước mình. Riêng trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta làm việc gì cũng phải hợp pháp lợi mình, lợi người. Bạn khởi tâm từ bi thương họ nên không đi trình báo cảnh sát về những việc làm phi pháp của họ. Nhưng các báo chí ở Tân Gia Bà cũng thường đăng tải những chuyện làm không hợp pháp, và không ít người đã bị phát hiện và bị bắt. Phật pháp cũng không ngoài tình và lý. Mình là đệ tử Phật phải hiểu thật rõ ràng bổn phận của việc tu hành là vì xã hội, vì hạnh phúc an lạc cho quốc gia. Hạnh phúc không chỉ giới hạn tìm cầu cho riêng mình mà còn cho tất cả mọi người. Khi làm việc gì, ngoại trừ các điều ác, luôn làm các việc lành, phá mê khai ngộ, quên mình vì người. Muốn được như thế, Phật tử phải thường nghe học kinh điển. Khi thấu triệt hiểu thông suốt thì pháp Phật và pháp thế gian chỉ là một, không có gì trái ngược nhau. Chúc bạn từ từ hiểu rõ điều này. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, làm việc trong một tập thể không thể không nghe những lời tà tri, tà kiến. Do đó, khó tránh khỏi những ấn tượng không tốt mà sinh ra các phiền não. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, những việc như thế thì nên xử lý như thế nào? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Việc này bạn nên học theo cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba là tốt nhất. Bà ta nói rằng: Tôi gặp những việc bất như ý, nghe những lời nói không được hay, giống như đi trên đường gặp người lạ nói chuyện. Tôi không để ý, không đem vào tâm mình. Vì thế, mình nên học theo bà. Gặp những chuyện gì, mình coi như khách qua đường, đừng đem vào tâm mình để rồi phiền não. Làm thế nào không để lại ấn tượng? Bạn gặp người qua đường toàn là những người khách lạ, bạn có thấy không? Có thấy nhưng hoàn toàn không nhớ. Có nghe nhưng họ nói những gì chúng ta hoàn toàn không biết. Đó chính là không có ấn tượng, cũng là phương cách tốt nhất để mình tập tính buông bỏ. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, có một số người giả dạng tu hành xuất hiện ở nhiều nơi để khất thực. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, chúng con nên học theo gương của bậc cao tăng Đạo An, bị người ta lừa gạt vẫn như như bất động, chỉ tặng cho họ một câu A-di-đà Phật để kết duyên với họ. Như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Cả hai đều tốt. Phật tử bố thí cúng dường cho họ để kết duyên. Phật tử biết họ là giả, như vậy có nghĩa là mình không bị lừa, mà còn niệm mấy câu A-di-đà Phật để tặng cho họ và kết duyên với họ là điều rất tốt. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, con quyết tâm một đời này niệm Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng chồng con không muốn cho con phát nguyện như vậy. Con trai con cùng mọi người muốn con ở thế gian để hộ trì chánh pháp cho được lâu dài, không đi đến hủy diệt. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, như vậy có đúng không? Đáp: Đây là do tâm nguyện của Phật tử, không nên nghe theo gia đình người thân một cách miễn cưỡng.
Mọi người tin hay không, mình không cần biết. Điều quan trọng là việc phát nguyện của chính mình phải mãnh liệt. Chúng tôi chỉ khích lệ tinh thần, không nên nương nhờ hy vọng vào ai cả. Cho nên chư Phật và Bồ Tát dạy chúng sinh cũng vậy. Chúng ta tự tin vào mình và nỗ lực tu hành. Nếu hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. Nếu không có hy vọng cũng không bị phải thất vọng. Điều này chúng ta cần phải học tập. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, buôn bán cổ phiếu là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Tôi không hiểu gì về cổ phiếu. Nếu nó mang tính chất bài bạc thì người học Phật như chúng ta không nên làm. Nếu đó là một hình thức tiết kiệm như ngân hàng thì có thể được. Tiết kiệm ngân hàng thì không có tội, còn mang tính bài bạc thì nhất định lỗi rất lớn, vì nó làm tăng trưởng lòng tham muốn. Người chân chánh tu học không cần giữ gìn tiền bạc. Giữ gìn tiền bạc là một điều sai lầm. Các khổ nạn ở thế gian phần nhiều là do thiếu tiền. Chúng ta có dư thì nên đem bố thí cứu giúp cho những người bị khổ nạn, không nên cất giữ. Phật dạy chúng ta có tiền của đem cứu giúp mọi người thì người đó mới thật sự là phú quý. Bạn có biết tiền tài từ đâu mà đến không? Đó là do chúng ta đời trước bố thí cứu giúp mọi người thì bây giờ phước báo đến với chúng ta. Ta càng bố thí thì tiền tài sẽ đến càng nhiều. Còn buôn bán cổ phiếu nếu được thì chỉ trong khoảng thời gian, có khi còn mất trắng. Nhưng khi có nhiều tiền thì không nên có tâm hưởng thụ, vì hưởng thụ rất dễ bị đọa lạc. Do đó, Phật dạy chúng ta cần phải buông cái được. Khi có phước báo, phải biết cúng dường bố thí cứu giúp mọi người. Người trí tuệ là người biết sống một cuộc sống tri túc, biết đủ, không có tâm tham cầu hưởng thụ vật chất. Nếu có dư, họ đem ra cứu giúp cho tất cả chúng sinh hoạn nạn. Đó mới chính là công hạnh của bậc Bồ Tát. Do đó, điều tốt nhất cũng không cần phải gửi tiết kiệm, có khi còn bị mất của. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, đứa con trai của con muốn chuyển thân nam thành thân nữ. Nhiều người bảo con nên tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho nó. Có người lại bảo niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng chú tiêu tai kiết tường. Lại có người bảo tụng kinh Thủy Sám. Sáng tối, con đều theo thời khóa, tụng kinh Địa Tạng, chú kiết tường, đại bi chú mấy tháng, nhưng không có kết quả. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con nên làm cách nào. Đáp: Đây là chuyện gia đình của bạn, người bên ngoài không thể hiểu hết. Người hiểu rõ việc không ai hơn chính là bạn. Con bạn muốn phẫu thuật thì bạn hãy cứ mời bác sĩ đến chẩn đoán và kết luận như thế nào, sau đó mới quyết định được. Con tụng kinh niệm Phật thật sự có cảm ứng, nhưng vì bạn tụng quá nhiều loại nên khó có kết quả. Người xưa nói, thành thì linh. Khi phát khởi lòng chân thành để tụng kinh niệm Phật trì chú thì tâm sẽ thanh tịnh. Được vậy mới có sự linh cảm. Sở dĩ bạn niệm không có kết quả là do mỗi ngày tụng kinh niệm Phật trì chú xen tạp như thế thì làm sao cảm ứng được. Kinh nào, chú nào hiệu quả cũng như nhau. Không nên cho kinh này hay, kinh kia không hay. Tu tập không nên xen tạp quá nhiều, sẽ làm cho tâm bạn khó an định được. Phải có lòng tin tuyệt đối vào pháp tu của mình, liên tục như thế mới có hiệu quả được. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, bây giờ giấy viết, chữ viết phổ biến rất nhiều. Mỗi năm, nơi công xưởng con đang làm việc sản xuất ra lượng giấy viết chữ rất nhiều. Nhưng phần đông người ta dùng giấy viết chữ để gói đồ dùng. Xin hỏi Hòa Thượng, như vậy có bị tổn phước và bị quả báo không? Kính xin Hòa Thượng giảng nói cho chúng con hiểu. Đáp:
Giấy viết chữ thời nay so với thời xưa quá rẻ. Hơn nữa bây giờ các sách báo phần nhiều dạy người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Rất ít sách báo dạy cho con người những điều hay lẽ phải. Thời nay phần nhiều người ta ít quý tiếc phước báo. Giấy viết chữ ngày xưa phần lớn dùng để viết lại lời dạy của Thánh Hiền, để truyền dạy đạo đức cho con người. Do đó người ta rất tôn kính giấy viết chữ, không dứt bỏ tùy tiện, hoặc dùng lau chùi đồ đạc bàn ghế, gọi các đồ vật. Người quý tiếc giấy viết chữ chính là tích chứa phước đức, tôn kính lời Thánh Hiền. Chúng ta không được lấy giấy có in tượng Phật, kinh pháp bỏ đi rồi dẫm đạp lên. Đó là hành động tích phước. Tượng Phật, kinh sách bị hư hoại, ta làm lễ rồi mới đem hỏa thiêu. Điều này tốt nhất là nên đưa đến chùa viện để hỏa thiêu, không nên làm một mình hoặc đem đến nơi khác. Nên đem đến những vùng hoang vắng sạch sẽ để hỏa thiêu và rải ra đất. Đó là thể hiện lòng tôn kính. Nhưng bây giờ là thành phố, nếu làm như thế thì dễ gây ra hỏa hoạn phạm pháp. Điều tốt nhất, đem vào chùa viện có lò thiêu để hỏa thiêu. Nếu kinh sách thiêu bằng vải lụa thì không nên hỏa thiêu, vì đã trải qua lịch sử mấy trăm năm, một số ít thì gần đây. Nếu cũ quá thì đem tu sửa hoặc dán lại. Đây chính là phẩm vật lịch sử Phật giáo, là nghệ thuật của Phật giáo. Chúng ta cần phải quý trọng, không nên đem hỏa thiêu. Bây giờ việc in ấn rất phổ thông dễ dàng, những tác phẩm không mang tính nghệ thuật thì đem hỏa thiêu cũng không sao. Ngoài ra chúng ta cần phải hiểu, giấy viết chữ không nên quấy thức ăn, bởi vì chất mực in trên giấy dính vào thức ăn rất độc. Nếu quấy như thế thì không nên dùng. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có người nói nếu dùng sâu chuỗi làm bằng ngà voi niệm Phật một thời gian thì chúng voi sẽ đến đòi mạng, do đó con không dám đưa tặng cho người khác. Vậy xin hỏi hòa thượng, bây giờ con phải làm thế nào đối với chuỗi bằng ngà này? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Phật tử nên đem sâu chuỗi đó cúng dường cho một vị chân chính tu hành, đủ đức độ để cảm hóa, bởi mình chưa đủ đức độ để cảm hóa nó. Đây là việc đúng nhất, là tâm từ bi. Người tu học Phật pháp chẳng những không được ăn thịt chúng sinh, mà cũng không được mặc y phục may bằng da của các loài động vật, bởi vì như thế là làm thương hại đến tánh mạng chúng sinh. Cho nên lấy da làm giày, may áo cũng giống như ăn thịt chúng sinh vậy. Trong Bách Trượng Thanh Quy nói rằng: Người từ 70 tuổi trở lên, cơ thể suy nhược, không có độ ấm thì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên cho phép dùng, nhưng phải ra bạch cho chúng biết con cần mặc áo ấm bằng da để giữ gìn sức khỏe. Đó là những trường hợp đặc biệt có thể duyên khai mở. Hỏi: Bạch hòa thượng, con luôn muốn khuyên nhắc giúp đỡ mọi người làm việc thiện, thế nhưng sau một thời gian trong tâm ý con lại muốn lãnh đạo và truyền mệnh lệnh để sai bảo. Kính hỏi hòa thượng, làm sao mà mình không rơi vào việc chỉ đạo sai khiến người khác? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Ban đầu là phụ giúp hướng dẫn người khác làm việc tốt, sau đó lại muốn lãnh đạo người khác. Nguyên nhân là do tính chủ quan, ngoài ra còn do tập khí phiền não. Đó chính là ý niệm muốn khống chế người khác nghe theo lời mình. Người học Phật nhất định phải khống chế tập khí của mình là chính yếu, buông bỏ ý niệm khống chế người khác mới đúng thực là hành Bồ Tát đạo. Nếu ở đâu bạn cũng muốn làm những chuyện như vậy thì một cách vô tình tự mình tạo thành những chướng ngại trên con đường tiến tu của chính mình, không thể sống hòa hợp với mọi người. Những ý tưởng hành vi này hoàn toàn không tốt,
cần phải điều chỉnh lại. Nhà nho dạy con người phải luôn biết khiêm hạ. Chỉ có khiêm hạ mới vì chúng sinh phục vụ, mới thực hành hạnh bố thí cúng dường. Không có lòng khiêm hạ thì sinh tâm cống cao ngã mạn, ở đâu cũng muốn chỉ huy người khác, dùng mệnh lệnh để thay đổi chỉ bày. Bản thân mình chưa hiểu hết mà hay đi chỉ trích người này người kia, đó là làm chướng ngại con đường tu tập của mình. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người dân quê con sống bằng nghề đánh bắt cá, nghiệp sát rất nặng. Vậy xin hỏi hòa thượng, làm sao để cho họ kết duyên với Phật Pháp? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Điều đầu tiên giúp họ hiểu về Phật Pháp là phải có người giảng giải cho họ nhận hiểu về đạo lý nhà Phật. Nếu không có người giảng giải thì đến đạo tràng thỉnh băng đĩa hoặc quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn đưa đến tận nơi cho người ta xem. Những băng đĩa này dành cho những người sơ cơ rất hợp, có thể dùng những phương tiện này để dẫn dắt họ. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người đã hôn nhân và người chuẩn bị kết hôn, đối với một Phật tử về phương diện này chú ý như thế nào? Xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Những người đã kết hôn và chuẩn bị kết hôn nên đến gặp các bậc lớn tuổi để thưa hỏi. Các bậc này có kinh nghiệm nhiều hơn và sẽ chỉ dạy cho các bạn. Kết hôn, điều quan trọng đầu tiên không chỉ chàng trai và cô gái hiểu nhau, mà cả hai còn phải hiểu về cuộc sống sinh hoạt của hai bên gia đình. Nếu gia đình ba đời tổ tông, ông bà, cha mẹ tu tập tích chứa phúc đức, thì nhất định con cháu của họ có phước làm ăn phát đạt. Khi hai người đến với nhau để xây dựng một gia đình, phải có lý tưởng và mục đích rõ ràng. Không thể chỉ dùng tình cảm. Tình cảm chỉ là giai đoạn ban đầu, không tồn tại lâu dài được. Khi sống chung, cả hai phải đương đầu với thực tế. Nếu hai người không phải trải qua giai đoạn khảo nghiệm thực tế thì rất nguy hiểm. Hiện tại tình trạng ly hôn rất cao, vì ít ai suy nghĩ đến nhân tố này. Là người Phật tử, khi lấy vợ lấy chồng, đối tượng của mình nhất định phải là Phật tử. Giống như đạo tràng của chúng ta tu tịnh độ, mục tiêu chính là tu tâm cho thanh tịnh. Hai người phải tu thanh tịnh, pháp môn giống nhau, mục tiêu cũng giống nhau, lý tưởng đồng bạn đạo mới tốt. Người học Phật cần phải hiểu được, thường giữ cho tâm thanh tịnh, thân thể nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng thì phát sinh trí tuệ mới giải quyết được mọi vấn đề. Vợ chồng phải định hướng con đường hướng về phía trước cho thật tốt đẹp. Tình cảm chỉ là nhịp cầu ban đầu. Đến khi thành vợ chồng sống với nhau bằng đạo nghĩa mới trọn vẹn được. Quên mất đạo nghĩa thì chỉ còn là những ảo tưởng trong hiện tại mà thôi. Hôn nhân như thế thì làm sao lâu dài được? Hỏi: Kính bạch hòa thượng, bị người khác hiểu lầm, có nên bày tỏ cho họ hiểu không? Làm thế nào để biết những việc gì cần phải giải thích và việc gì không cần phải giải thích? Mong hòa thượng chỉ bày cho đệ tử hiểu. Đáp: Tùy chuyện mà quyết định. Có những chuyện hiểu lầm chúng ta im lặng, không cần giải thích. Còn những chuyện cũng cần phải trình bày giải thích. Khi giải thích phải tạo ra lợi thế cho đối phương, được như thế mới mang lại kết quả. Còn im lặng không giải thích cho đối phương mà vẫn có lợi cho họ, chỉ cần không vì mình mà luôn vì người. Theo lời dạy này mà làm thì rất có hiệu quả.